thì như đã biết thì ung thư phổi thì chia ra làm hai loại chính là ung thư phổi tế bào nhỏ và ung thư phổi không phải tế bào nhỏ. Đặc điểm của và chẩn đoán, hướng chẩn đoán và điều trị của hai cái bệnh này cũng tương đối là khác nhau. Trong đó ung thư phổi tế bào nhỏ là rất là ác tính và nó có biểu hiện là di căn xa và di căn sớm. Như vậy thì theo cái thông tin bạn đưa ra là người nhà của bạn đã được điều trị theo ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú với phác đồ là hóa xạ trị đồng thời, dự kiến liều xạ thì sẽ là khoảng 60 gray, tức là chia làm 30 lần cộng với là hóa trị liệu. Thông thường thì ở bệnh viện ca bạn hay áp dụng phác đồ EP là 4 chu kỳ với 2 chu kỳ song cùng lúc đồng thời với cả xạ trị và 2 chu kỳ sau xạ trị. Như vậy là sẽ là 4 chu kỳ kết thúc hóa xạ trị đồng thời thì các bệnh nhân ung thư phổi tế bào nhỏ thì chỉ định của xạ trị dự phòng là như tôi đã nói ở trên là ung thư phổi tế bào nhỏ là có biểu hiện là di căn xa và di căn sớm, và trong đó thì cái di căn não là một cái phần rất thường gặp đối với cả bệnh nhân ung thư phổi, đặc biệt là ung thư phổi tế bào nhỏ. Vì vậy nên đối với chỉ định xạ trị dự phòng não dành là riêng cho ung thư phổi tế bào nhỏ, đặc biệt là ở giai đoạn khu trú, và một chỉ định nữa là đối với cả giai đoạn lan tràn tự có đáp ứng với cả điều trị hóa trị. Thế tuy nhiên là hiện tại thì người ta vẫn có là một cái nhánh nghiên cứu là để theo dõi chặt chẽ đối với cả ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn lan tràn bằng chụp cộng hưởng từ và theo dõi chặt chẽ. Thế tùy theo điều kiện hoàn cảnh của các bạn có thể làm được hay không. Thế còn đối với cả giai đoạn khu trú thì có chỉ định là xạ trị dự phòng não là với liều xạ là 2,5 gray trong một phân liều và điều trị 10 lần, 10 phân liều. Tất nhiên xạ trị dự phòng não với cơ bản xạ trị vào não nói chung đều có tác dụng phụ, và một trong những tác dụng phụ mà chúng ta có thể nghĩ đến nhiều nhất đấy là suy giảm nhận thức sau một thời gian dài. Thế tuy nhiên bởi là tính chất của ung thư phổi tế bào nhỏ là di căn lên não rất là nhiều, vậy nên xạ trị dự phòng não vẫn được khuyến cáo dành cho ung thư phổi tế bào nhỏ giai đoạn khu trú. Xin cảm ơn.